Xin chào quý thầy cô, phần hướng dẫn cài đặt và xác thực email cho phần mềm Zenka. Chúng ta vào trang chủ zenka.com. Thì trang chủ sẽ hiện ra các cái lĩnh vực mà chúng ta cần cài đặt. Ở đây chúng ta chọn khoa học. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là dùng ở trường và dùng ở nhà. Đấy, chúng ta sẽ chọn dùng ở nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là sinh viên, học sinh hay là giáo viên hay là lĩnh vực khác, chọn là giáo viên. Có phiên bản cho Windows và Mac, chúng ta chọn Windows, bấm download. Thì cô đợi một chút cho phần mềm được download về. Đây, chúng ta nhấn nút vào phần mềm. Đây là nơi chúng ta cài đặt ổ C. Rồi, quá trình cài đặt đã hoàn tất rất nhanh. Bấm chọn, chúng ta chọn tắt đi. Rồi, thì trên giao diện của máy tính của chúng ta sẽ hiện ra cái biểu tượng của Zenka. Ta nhấp nút vào để mở lần đầu tiên. Khi mở lần đầu tiên thì chúng ta sẽ có là chúng ta ở nhà hay là không. Chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ ở nhà. Ở đây hiện ra một cái hộp thoại thông báo. Chúng ta chọn Reset. Ở đây thì sẽ chọn để xác thực cái địa chỉ email của chúng ta. Thì ta nhập cái địa chỉ email đúng của chúng ta vào. Chúng ta chọn lĩnh vực giáo viên và bấm vào Repeat Plan. Ok. Thì tới đây thì chúng ta sẽ phải mở cái email của chúng ta lên để tìm tới cái thư mà Zenka gửi chúng ta để xác thực địa chỉ email. Ở đây chúng ta sẽ chọn tới và chúng ta sẽ chọn tới mục thứ hai. Rồi chúng ta bấm vào. Rồi như vậy là email của chúng ta đã được xác thực. Rồi, chúng ta tắt đi. Chúng ta chọn cancel, chúng ta tắt hết. Rồi, chúng ta thử mở lại phần mềm này. Rồi, chúng ta đã chọn add home tiếp. Thì tuy nhiên thì quý thầy cô thấy là nó cũng giống như hiện lại ở cái giao diện lúc lần đầu tiên của chúng ta. Thì ở cái dòng này là Zenka chỉ có thể thực hiện thao tác xác thực này cho cái thời gian là từ 8:30 sáng đến 3 giờ chiều. Từ thứ hai tới thứ bảy. Và đây là cái giờ của bên nước ngoài, bên Mỹ. Còn là chúng ta là thực hiện bây giờ là mình đang thực hiện là lúc 11:30 trưa, thì bên họ đang là tối rồi. Thì là cái người ta cái việc xác thực là chưa xong. Và chúng ta sẽ phải đợi khoảng thời gian ngày hôm sau, chúng ta sẽ mở lại phần mềm này, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện thao tác bình thường. Cảm ơn quý thầy cô. Xin chào quý thầy cô.